ở phía trên sẽ là sự hiện diện của tân binh Mark Allister cùng với tân binh Soboslai. Có một điều đặc biệt đó là trong ngày hôm nay thì ở trong đội hình của Liverpool và Chelsea, người ta không nhìn thấy một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào. Rất khỏe. Cơ hội dành cho cầu thủ Liverpool. Mark Allister. Salah đã luôn ghi bàn ở tất cả các vòng đấu mở màn của giải đấu ngoại hạng Anh. Áo số 15 quen thuộc của Didier Drogba. Mark Allister ngồi ngoài khoảng chừng 4 tháng và cơ hội sẽ Mark Allister. Cánh đối diện thì Diaz đã chờ sẵn rồi. Cách mà Liverpool vận hành như thế, những tân binh đã gắn bó với đội bóng này từ rất lâu rồi. Và đó là cơ hội cho Liverpool. Lưới đã sung lên. Chúng ta xem lại tình huống này. Soboslai là người nhận quả bóng đệm lại nhịp nhàng. Và sau đó Mark Allister là người phát triển quả bóng hướng về vị trí của Mo Salah. Và phần còn lại thì như chúng ta đã thấy, hoàn hảo. Đội hình của Chelsea đã bị nghiêng. Khi bị áp sát thì phía sau thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Đường mở bóng quá hay, quá hay của Mark Allister. Còn đường chuyền sau đó của Salah thì là một thứ mà chúng ta vẫn thường chứng kiến rồi. Bởi vì đó là đẳng cấp của Salah, một cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Sẽ là một ngày vất vả của Cole Wilson. Mark Allister. Allister di chuyển cực kỳ cơ động. Người đang di chuyển vào trung tâm. Soboslai. Mohamed Salah. Mark Allister. Adeano. Pha xử lý. Enzo. Những pha tranh chấp giữa Enzo và Mark Allister, những nhà vô địch World Cup, những người cùng thi đấu ở tuyến giữa của đội tuyển quốc gia Argentina. Salah. Cầm cờ chính thức tại World Cup 2022. Nhưng trước hết cần phải truyền được tinh thần của một đội bóng lớn đã. Sterling. Đi chuyển cánh chính xác cho Mohamed Salah tới từ Mark Allister. Enzo. Và xoay người che bóng. Và đồng thời cũng là động tác vượt qua đối phương của Enzo. Chạm đầu một lần nữa lại là Diaz. Sau đó thì quả bóng đã đi ra ngoài sân. Chukwuemeka. Cơ cho Chelsea. Mark Allister. Chuyển hợp lý cho Soboslai. Mark Allister. Đội bóng rất thiếu chính xác. Cowell. Chukwuemeka. Ngoặt bóng không thành công và người ngăn cản là Mark Allister. Jackson. Không được. Jackson cố gắng gạt quả bóng cho Sterling. Enzo. Của thầy trò huấn luyện viên Pochettino. Với nguồn năng lượng có thể nói là lớn hơn bình thường, dồi dào và quyết liệt hơn so với chính Codicapo. Richem. Khu vực trung tuyến
đến giữa nơi mà Liverpool đang bị đánh mất hoàn toàn. McAllister. Bên phía đội hình của Liverpool. McAllister. Enzo. Luis Diaz. McAllister. Darwin. Enzo. Vẫn lại là những tình. Luis Diaz. McAllister. Enzo. 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 Chelsea đã vào đầu năm nay, năm 2023 thì tài cũng sẽ mạnh tay hơn với các huấn luyện viên. Sẽ không có nhiều sự phàn nàn, không có nhiều thành viên trong ekip huấn luyện được cạnh huấn luyện viên trưởng. Và đấy là lý do mà huấn luyện viên Jurgen Klopp đã xoay về. McAllister. Robert Sanchez. Đường chuyền hỏng của Robert Sanchez. Nhưng cũng đã có một pha đỡ bóng hỏng. Nhịp đỡ bóng cực kỳ thiếu cảm giác của Darwin Núñez. Đó thực sự là một pha bóng rất đáng tiếc. Chỉ cần gọn gàng hơn thôi. Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, nhưng thời gian bù giờ, như đã nói ở mùa giải năm nay, sẽ là nhiều hơn so với những mùa giải trước. Tấm thẻ vàng tiếp theo trong trận đấu đã được sử dụng. Nhưng không phải dành cho người phạm lỗi, mà là người bị phạm lỗi vì những phản ứng. Đó là mong muốn của McAllister, hãy rút thẻ với đối thủ. Nhưng vừa rồi thì chính McAllister đã bị trọng tài cảnh cáo. Modric đang chờ đợi. Làm gì? Modric chưa ra. Chưa thể có bàn thắng cho Chelsea ở tình huống vừa rồi.